Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lâm Thông và mình là beatboxer. Beatbox is imagination. And now beatbox is music. Vậy thì tình yêu để làm gì? Tình yêu để làm được việc nó mà hàng ngày. Chả hiểu nhiều tiền để làm gì? Bởi vì và luôn có một kho bạc đây. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Chả hiểu nhiều tiền để làm gì? Vì tôi đem mình làm được thật là nhiều điều thần kỳ. Vậy tình yêu để làm gì? Hey Chewie, da tu du tu du tu 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 Ok, và đây là món quà mình sẽ dành tặng cho Sunrise Media TV. Hãy lắng nghe những câu chuyện nhỏ là để chấp tim ta biết yêu thương. Thời gian cũng chơi tình người tầm nay và là tan cuộc xuống. Và tan cuộc xuống. Ai khóc nơi đâu này. Lên luôn. Ok. Ghê chưa? Tuyển thẳng vô bán kết luôn mọi người ơi.
Trời anh vội vàng quá, em có thể đổi được thành sao đỏ mà. Bởi vì đơn vị sản xuất rất hài lòng với món quà tinh thần vừa rồi nên tuyển thẳng vô bán kết. Không công bằng, tại vì Sunrise Media không chỉ nổi tiếng như quà tặng cuộc sống. Sunrise Media còn có một chương trình rất là nổi tiếng, đó là Quý Cô Hoàn Hảo mà Tú Trung là giám khảo, là Lại Thanh Hương là một trong những quý cô ưu tú của chương trình. Thì bây giờ phải có ngay một món quà dành cho chúng tôi, nếu không thể đổi qua sao đỏ liền tại chỗ. Đây một cái bài, không phải là bài Biết Của Quý Cô Hảo mà là chính là cái bài mà em mới vừa nghĩ ra luôn. Anh đem tặng cho mọi người, nhưng mà một món quà dành tặng cho bà vị giám khảo ở đây. Trời ơi, khuyến mãi thêm rồi chứ, hay quá. Ok. Mời Thông. Khủng khiếp chưa? Tôi nghe được luôn cái quy cô Hoàng vào. Xạo, anh Hoàng xạo quá. Đúng ra là em được vô mà tại anh Hoàng xạo nên cho đổi. Không nói gì hết. Rất ấn tượng. Bởi vì sao? Một nghệ sĩ beatboxer chuyên nghiệp và đặc biệt giống như là Max hay là Tiến Thông đây, đòi hỏi tập luyện rất là lâu. Bên cạnh đó, trong một khoảnh khắc thôi, giọng hát của anh ấy có thể chia ra rất nhiều cái bar khác nhau, rất nhiều track khác nhau. Nào là kick, snare, hi-hat, rồi vocal, tất cả mọi thứ trong một khoảnh khắc một, nó rất là khó. Anh ấy xứng đáng với ba màu xanh. Còn với Lạc Thanh Hương, bạn ấn tượng với anh chàng này như thế nào? Sự rất là đỉnh, tiết mục rất là đỉnh. Quá đỉnh. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Nhưng mà em rất là lo lắng là vì một tiết mục rất đỉnh rồi thì vào vòng sau làm gì để đỉnh hơn? Dạ, em chơi beatbox thì không chỉ riêng mảng solo mà em có thể chơi kết hợp được nhạc cụ khác, những thể loại khác, chơi trên loop station được. Nhớ nha, hãy cho khán giả của Người Hùng của Những Ngôi Sao những tiết mục thật sự đặc sắc và chúng tôi rất là chờ đợi bạn. Rất xứng dạ. Đáng, rất xứng đáng. Chúc mừng Tiến Thông. Và hy vọng bạn sẽ giành thêm một giải nữa. Đó chính là sự yêu mến của việc khán giả nếu như chúng ta lọt trong top 5 những video được xem nhiều nhất cùng với Người Hùng của Những Ngôi Sao. Vâng, em cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời quý vị đến với tiết mục tiếp theo. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!